chào tất cả các anh chị trên diễn đàn nhé, chào Dương Vy Chào nhé. anh. Vừa rồi thì mình có nghe cái ý kiến của bạn ở bên Đài Loan nói về cái vụ việc của ông Lê Đình Kình. Nó xảy ra tại cái xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cái điều đầu tiên là bạn cho rằng là công an và quân đội, à công an đã dùng súng đạn để giết ông Lê Đình Kình. Tôi phải nói với bạn như thế này. Bất cứ một cái đất nước nào, cho dù bạn đang ở bên Đài Loan, cái điều đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là chúng ta phải luôn thượng tôn pháp luật. Phân tích cái sự thượng tôn pháp luật ở đây thì chúng ta phải nói nó như thế này. Trong quá trình rất nhiều năm, cái tổ đồng thuận của ông Lê Đình Kình thành lập lên, là trong đó có một số đối tượng cùng với ông Lê Đình Kình. Và chúng ta phải nhận thức đó là ông Lê Đình Kình và tổ đồng thuận không có tư cách pháp nhân và không có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc không có quyền sử dụng tại khu vực đất đồng sinh đó. Bởi đất đó đã được quy hoạch là đất quốc phòng theo đúng với cái pháp quy định của pháp luật. Trong quá trình quy hoạch đất quốc phòng treo để đó thì có 14 hộ dân, người ta đã vào trong đó để sinh hoạt, sinh sống ở trong đó. Trong quá trình vận động, 14 hộ dân đó đã chấp nhận rời đi và được hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, nhóm ông Lê Đình Kình, tức là tổ đồng thuận, vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Trong bất cứ một đất nước nào, anh khiếu kiện, anh không có cơ sở pháp lý, anh không có quyền sử dụng ở đó, nhà nước và pháp luật người ta có quyền từ chối cái điều đó. Nhưng cái tổ đồng thuận đã không chấp nhận những cái kết quả trả lời từ phía chính quyền hoặc là những cơ quan chức năng, dẫn đến một cái vụ việc đó là vào cái dịp ngoài Tết vừa rồi. Đó là một cái hành động trước hết tính theo pháp luật Việt Nam, nó có những cái vi phạm nghiêm trọng. Điều đầu tiên, tôi cũng không giải thích nhiều, ở trên các cái clip, tổ đồng thuận đã ngang nhiên thách thức chính quyền, thách thức pháp luật, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Và cụ thể vào cái đêm hôm đó, trước khi tiến hành những cái việc trấn áp cái nhóm đồng thuận đó, lực lượng chức năng người ta đã tiến hành giải thích, vận động, nhưng vẫn kiên quyết chống đối, buộc người ta phải trấn áp. Đất nước nào cũng thế, Mỹ hãy thế, Đài Loan cũng thế. Còn nếu bạn ở bên Đài Loan, tôi nói đơn giản với bạn thế này thôi, tôi không thích nói nhiều là dài lời. Bạn thử ra đường, bạn vi phạm luật giao thông đi, police nó lôi bạn, cổ bạn trở lại đi. Ở Đài Bắc hay ở bất cứ chỗ nào, bạn xuống xe mà bạn không chấp hành, khi nó bảo bạn giơ hai tay để lên đầu, bạn không giơ tay, thử xem, không quay lưng lại thử xem, nó bắn thủng trán bạn luôn. Tôi giải thích đơn giản thế thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Việc làm của tổ đồng thuận và cha con ông Kình phải nói đấy là một cái hành động vi phạm pháp luật, coi thường pháp luật, thách thức pháp luật. Đặc biệt là cái hành động giết người man rợ, nó thể hiện cái thú tính của những cái loại như cha con ông Kình, cả một xã hội lên án. Còn các bạn ở bên ngoài, các bạn cho rằng là công an đã dùng súng lựu đạn nọ rồi những cái để giết cha con ông Kình. Chúng tôi dùng cái đó là sự trấn áp. Và những cái kẻ đó có thể gọi là những cái kẻ khủng bố được rồi. Đất nước nào, xã hội nào nó cho những cái thể loại như thế, những cái kẻ thách thức pháp luật, coi thường pháp luật, ngang nhiên tàng trữ vũ khí quân dụng để chống lại chính quyền, chống lại nhân dân như thế. Nếu như ở đâu cũng xảy ra như thế thì thử hỏi pháp luật nó còn có giá trị không? Đất nước này sẽ như thế nào? Còn bạn đang ở một cái đất nước như là Đài Loan, bạn cho là tự do, bạn cứ ở bên đấy đi. Và đừng ngoái cổ về Việt Nam này, bảo quay những cái cảnh nông thôn nó giàu có, nó đẹp đẽ. Và tự vắt tay lên trán mình xem là cái kiếp lưu vong như bạn có thấy nhục nhã không? Con người sống phải có tổ quốc bạn ạ. Cảm ơn Dương Vy nha, anh xuống. Vâng, em cảm ơn anh chia sẻ, anh nói rất là đúng. Cảm ơn anh. Rồi, hello anh Dương Vy. Và hello tất cả mọi người nhé. Theo quan điểm của em là một bạn trẻ có năm nay có 20 tuổi thôi. Thì em đánh giá với nhận định gì về cái bản chất của cái nhóm đồng thuận ở xã Đồng Tâm do Lê Đình Kình cầm đầu này? Thì quan điểm của em á, là ông Lê Đình Kình là đã một từng là người của đảng, người là đã có tổ đảng,
người đã có tu đảng, mà ổng đã đứng ra cầm đầu xúi dục nhân dân ở xã Đồng Tâm đứng lên phản động, thì bản chất của ổng, nếu mà đã như thế thì bản chất của ổng đã không phải là một người đàng hoàng. Như ngay cả cái anh gì mới hồi nãy nói, một người 70 tuổi thì làm sao mà cầm được quả lựu đạn. Nếu mà như vậy thì anh nên nghe lại cái clip mà ông đứng ra ông nói với nhân dân đi. Ông đứng ra ông nói với nhân dân đi, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ông á, đã là một người có đảng, có tu đảng ở trong nhà nước, và người làm ở người của chính quyền, người làm trong chính quyền, thì ông hiểu rõ về luật pháp. Thì tại sao ông còn như vậy? Bản chất ông đã không có còn là một người của dân Việt Nam. Ông mới như thế. Ông ấy, theo anh nhận định này, anh bổ sung lên một chút. Ông ấy thoái hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đúng rồi. Mày... thì ông ấy thoái hóa tất tư tưởng cuộc sống của người dân ở xã Đồng Tâm, để người dân ở đó họ đứng lên, họ chống đối lại nhân dân, chống đối lại nhà nước. Không ai mà, ngay cả những người, cái việc ông làm, tất cả nhân dân Việt Nam ai cũng đều biết và ai cũng phản đối. Chứ chả ai mà đồng tình với ổng đấy, trừ chỉ có những cái quân ba sập nó mới đồng tình thôi. Cái quan điểm sống của ổng đã quá như vậy rồi. Quan điểm sống của ổng là ổng muốn thoái hóa tất cả nhân dân của xã Đồng Tâm để chống đối lại chính quyền, để chống lại lực lượng công an. Trong khi đó, đất đó là của ổng. Thì em nói đơn sơ thôi, những cái người Việt Nam mình đã quá dùng lực lượng, dùng vũ khí và dùng vũ lực đối với Lê Đình Trình, thì em nói những người đó hãy xem lại trước khi lực lượng công an, quân đội của bên ta đổ vào thì ông đã chuẩn bị những gì, từ lựu đạn, từ bơm xăng, từ vũ khí, từ giao phóng để chống đối lại lực lượng. Cái đó không phải là khi công an vào ông mới chuẩn bị, mà ông đã chuẩn bị từ trước. Ngay cả khi lực lượng công an của ta đổ bộ vào á, là chưa hề có đá động gì hết ấy. Họ chỉ toàn là kêu lo để mà khuyên ổng ra đầu hàng. Nhưng cuối cùng tụ đạn ổng tố ra. Gia đình ổng, nói thật sự luôn, thằng ông Lê Đình Kình ổng chết á, chỉ có một mình ông chết là chưa có hả dạ đâu. Có cả con trai nữa. Nếu mà nói cho hợp tình hợp lý, đáng lý là phải cả nhà thằng Lê Đình Kình chết mới vừa lòng hả dạ nhân dân Việt Nam. Vì nó, thằng Lê Đình Kình nó quá ác. Nó quá ác luôn đi. Không à, thế này em ạ. Luật pháp Việt Nam ấy quy định rõ ràng, người nào vi phạm người đó chịu tội, còn nếu mà những người không có liên quan, không vi phạm, không tham gia vào thì không chịu tội, kể cả người đó là người
là con cái trong gia đình, nhưng mà có Lê Đình Công có thứ là cả vợ Lê Đình Công tham gia vào cái điều đó sẽ bị tòa án người ta xử cách thích đáng. Đối với mình căm thù là mình thì... nói luật pháp người ta quy định rõ ràng. Dạ, thì đấy, anh Hoàng Nguyên còn rất là đúng đây này. Lê Đình Kình ấy là đảng viên, ông từng bị kỷ luật, đó là một kẻ cơ hội, và bản chất lưu manh cộng với sự côn đồ của đám đồng thuận, chúng tuyên bố sẵn sàng giết người, chúng ta nhận tiền của các tổ chức phản động tiêu diệt là chính xác, mà cái tổ chức phản động ở đây là tổ chức Việt Tân, tổ chức Đào Minh Quân, tổ chức Ngô Hoàng Hùng nhé. Tòa án người ta tìm cảnh sát người ta điều tra làm rõ nguồn gốc những kẻ hỗ trợ và tham gia vào hỗ trợ cái việc kích động của Lê Đình Kình này. Đấy thì rồi em có muốn nói, có muốn nhắn gửi gì đến tất cả các nhà đấu tranh dân chủ quậy nó đang có ý đồ kích động những người chưa hiểu biết tham gia vào việc đi biểu tình trước tòa án Hà Nội ngày 7 tháng 9 tới không? Thì em có một lời tuyên tất cho tất cả những ai mà đang có ý định để đi biểu tình trước tòa Hà Nội vào những ngày sắp tới á, thì em khuyên họ như thế này: nên suy nghĩ lại, nên tìm hiểu rõ lại là cái nguyên nhân nó từ đâu, cái nguyên nhân nào để dẫn đến cái sự việc đó. Phải tìm hiểu rõ cái nguyên nhân nào, chứ đừng có nghe những cái lời xúi dục của những thằng ba que và những nhà phản động. Chúng ta phải tìm hiểu rõ cái nguyên nhân của nó, rồi chúng ta lúc đó chúng ta sẽ hiểu ra. Cái lời em muốn nhắn gửi tới những ai đó, rất tốt, những ai mà đã... Anh cảm ơn em đã tham gia và có những đôi lời nhắn gửi đến các nhà đấu tranh dân chủ quậy. Đặc biệt là em là một người trẻ đại diện cho bao nhiêu lớp thanh niên trẻ trang lứa, lứa tuổi với em mà có cái nhận định tốt này. Anh thay mặt tất cả mọi người cảm ơn em rất là nhiều. Thì em cũng cảm ơn anh và tất cả mọi người ở trong diễn đàn ngày hôm nay đã cho em lên để em nói những cái lời em muốn nói. Và tất cả những ai đang có ý định như ngày hôm nay á, suy nghĩ lại cho kỹ. Em chỉ nói như đó thôi. Rồi anh Dương cho em xuống. Cảm ơn. Cảm ơn.